Hi, welcome back to my channel Stats Here Go. Và đây là 8 tựa game khá hay và hot trong tháng vừa qua. Mình sẽ vào tựa game đầu tiên. Let's go. Ok. So, okay. Fast S. Let's go. San Diego has passed. Điều này thôi. Con đường khá là di chắc.
và lấy một trận là đâm ngay. Thì sang men này. Xong rồi đích rồi. Let's go. Ok. Và từ game tiếp theo. GTA 3. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. This is the place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back so I can probably get you some work. Come on, let's head over here. This is Luigi's club. Let's go around the back and use the service door. Ok, và tiếp tục tự game tiếp theo. GTA, LCS. Hey, so there he is, huh? Got you a nice little place. This is it, Tony. Home sweet. Thank you.
Now take me to my place. Rồi sau đó các bạn sẽ xuống để nhận nhiệm vụ và làm nhiệm vụ tiếp theo trong thời kỳ này. Ok, bây giờ thì mình sẽ sang thời kỳ thứ 5. IF Fast 9. Ok, let's go. Đây là một tựa game khá hay và hot trong những tháng vừa qua. Let's go. Race watch. Win the race. Stop race. Review racing. Thank you.
with the Vice City. Okay, let's go. Tommy Vercetti? Shit. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shoveled shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Was into the Bring Waker to continue. Let's go. Rồi sau đó thì mình sẽ tiếp tục đi thay bộ quần áo. Và khi thay bộ quần áo xong, các bạn sẽ đi chở đến một cô gái đến chở cô ta về. Ở đây nhiệm vụ nó khá là đơn giản trong việc này. Các bạn sẽ làm theo nhiệm vụ của tôi. Xong, đã thay một bộ quần áo complete. Sau đó thì các bạn sẽ dùng chiếc xe máy hoặc là các bạn có thể lấy một chiếc ô tô để đi đến chở một cô gái về nơi cô ta cần đến. Ok, rồi tiếp tục là xe R Racing Gym. Thank you.
Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.